Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. V-League 2022 khép lại cũng là lúc các đội bóng chuẩn bị tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Ngoại binh luôn là vấn đề nan giải với đa phần các câu lạc bộ, trong đó có Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Việc không sở hữu những ngoại binh đủ tốt là nguyên do khiến Nam Định rơi vào vòng xé đua trụ hạng, còn Hoàng Anh Gia Lai thất bại trong mục tiêu giành chức vô địch. Do đó, ngay từ lúc này, Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai cần hành động khi danh sách 5 ngoại binh hot nhất trên thị trường chuyển nhượng trước thềm V-League 2023 đã lộ diện. 1. Romario Gordon. Romario chắc chắn là cái tên được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng vào lúc này, khi ghi tới 17 bàn thắng ở V-League 2022 và giành danh hiệu vua phá lưới của giải đấu. Tiền đạo người Jamaica sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và khả năng độc lập tác chiến rất tốt. Điều này giúp Romario có thể hòa nhập nhanh tại mọi đội bóng. Kinh nghiệm thi đấu ở V-League là một yếu tố nữa để các câu lạc bộ phá kết cho chân sút của Hải Phòng FC. Điểm trừ duy nhất của Romario là bản tính nóng nảy. Ngay cả huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng từng thừa nhận là ông chưa thể thuần hóa được con ngựa bất kham người Jamaica. Ai? Moses Oia cùng với Romario. Moses Oia cũng đóng góp công lớn vào ngôi vị Á quân của Hải Phòng tại V-League 2022. Sau khi mùa bóng năm nay kết thúc, Moses đã chia tay đội bóng đất cảng do không đạt được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Anh là chốt chặn đáng tin cậy ở tuyến giữa và có kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng ở V-League. Cầu thủ người Uganda được khá nhiều câu lạc bộ săn đón. Dù vậy, với việc đã ngoài 30 tuổi, Moses cần hạ thấp yêu cầu về mức lương cũng như các đãi ngộ khác để có thể tìm kiếm bến đỗ mới. 3. Mazer Vieira Da Silva Sài Gòn FC xuống hạng và đang đứng trước nguy cơ giải thể. Tất cả các cầu thủ đều được thanh lý hợp đồng và Mazer sẽ là con hàng đáng chú ý. Ngoại binh này sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và có thể phối hợp ăn ý với các đồng đội. Ở mùa giải 2022, Mazer chỉ ghi được 3 bàn trong 13 lần ra sân cho Sài Gòn FC nhưng đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của đội bóng, đặc biệt là giai đoạn lượt về. 4. Ozen Nicolas John. Đồng đội của Mazer Vieira tại Sài Gòn FC là Ozen Nicolas cũng hứa hẹn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Chỉ đến với V-League từ giai đoạn 2 của mùa giải, nhưng cầu thủ người Australia nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình. Anh ghi tới 5 bàn thắng sau 10 trận tại V-League 2022, trong đó có 2 lần phá lưới đội bóng rất mạnh là Hà Nội FC và Viettel. Mặc dù thể hình không phải điểm mạnh của tiền đạo này, nhưng tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm rất tốt là những điểm cộng của Ozen Nicolas. Nếu tiếp tục ở lại Việt Nam thi đấu, Ozen Nicolas hứa hẹn sẽ là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở V-League 2023. 5. Genco Seo Almeida Santos bất chấp việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu không tốt tại V-League 2022, Genco Seo vẫn là điểm sáng của cả giải đấu. Trung vệ người Brazil không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn đóng góp lớn cho mặt trận tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh rất mạnh trong các tình huống chống bóng bổng. Bằng chứng là Genco Seo đã ghi tới 7 bàn thắng ở V-League 2022. Không có cầu thủ nào nơi hàng phòng ngự có được nhiều pha lập công như Genco Seo. Tuy nhiên, khả năng xoay sở chậm chạp của trung vệ này sẽ là điểm yếu đáng lưu ý. Những đội bóng muốn sở hữu Genco Seo cần bố trí một trung vệ khác nhanh nhẹn và có khả năng bọc lót tốt. Khi đó, hàng thủ mới được cân bằng và đem đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Với những gì đã thể hiện, Genco Seo xứng đáng có một bến đỗ tốt hơn.